Xin chào cả nhà. Chào mừng quý vị lại quay trở lại với video của Trung tâm Nhạc Quỳnh Phúc. Thưa quý vị, hiện tại đang là buổi trưa ngày 12 tháng 11 năm 2019 dương lịch. Thì đầu giờ chiều ngày hôm nay Trung tâm Nhạc Quỳnh Phúc sẽ làm cái video test và đóng gói rất là nhiều mặt hàng và sản phẩm ở đây. Thì đầu tiên, cái sản phẩm đầu tiên là cái cây guitar điện phím nõm vọng cổ đây quý vị nhé. Guitar điện phím nõm là gì? Phím nõm là phím họ lõm vào đây. Quý vị nhìn cái phím nhá, phím lõm xuống này, nó thành đút được ngón tay út của chúng ta vào đây, người ta gọi là phím lõm vọng cổ. Chơi trong ban nhạc đờn ca tài tử là cải nương đấy, hoặc là chơi trong ban nhạc hiếu quý vị nhá, người ta gọi là guitar phím lõm vọng cổ. Đấy. Đây là cái cây đàn của xuất xứ hàng Việt Nam sản xuất quý vị nhá, bằng chất gỗ cực tốt của hàng Việt Nam, nó không như hàng Trung Quốc. Hàng Trung Quốc thì nó là bằng gỗ ép. Họ phủ sơn ở bên ngoài nên là khi mà về đến Việt Nam thì khí hậu ẩm ở Việt Nam hoặc là sau một năm là nó sẽ lở hết cái sơn này ra, nó sẽ nở bung ra quý vị nhá. Đấy, nên là cái hàng Trung Quốc là nó rất là dễ lở, nên là bên em không bán hàng Trung Quốc mà bên em bán hàng chất lượng cho quý vị nhá. Hàng này là gỗ đặc cho quý vị luôn nhá. Đấy, nên là quý vị không lo là khi mà gặp khí hậu thì bị nở nước quý vị nhá. Đó, đàn guitar phím nõm thì bây giờ là em sẽ quay sơ qua, trong lát nữa em sẽ... Cái đàn guitar phím nõm này là của vị khách tên là Nguyễn Thị Diễm Xuân. Địa chỉ là 133 Hòa Quý, 133 Hòa Quý để xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại là 0931 440175. Thì cái cây này em bán cho bạn Nguyễn Thị Diễm Xuân này với giá là 2.800.000 quý vị nhé. 2.800.000 thì được tặng một chiếc bao da ba lớp như này quý vị nhé, bao da ba lớp đó, bao da ba lớp nhá. Rồi bây giờ em sẽ chuyển sang cây khác, thì lát nữa em sẽ quay lại cái em test cái này sau cho quý vị nhé. Đơn số 2 là cái cây đàn bầu gấp. Đây là đàn bầu gấp hàng gỗ bình thường, gỗ rẻ tiền nhất trên thị trường hiện nay, thì giá là 600.000. Cây này được chốt cho anh Trần Công Đạo ở cấp Tiến 2 Mỹ Phúc, Mỹ Lộc, Nam Định. Số điện thoại là 083 855 6533. Đó. Thế là thu là 600.000 cộng tiền cước quý vị nhé. Đấy, tất cả là mặt hàng là đều là khách hàng chịu cước, em không bao ship cho khách hàng. Đơn tiếp theo, đơn thứ 3 là đơn của anh Phạm đăng ký. Anh ấy lấy một cái cần và một cái phễu đàn bầu như này. Đấy, gọi là loa bầu đấy, và một cái khóa có liền cái bọ chữ U này. Thì tổng của anh ấy, và anh ấy lấy hai dây thì được đúc ở trong này nhé. Đấy, hai sợi dây cho đàn bầu thì tổng của anh ấy là có 160.000 cộng tiền cước các bác nhé. Đó. 160.000 cộng tiền cước. Đây là đơn số 3. Đơn số 4 là của bác Đoàn Văn Lam. Đây là cái mạch đàn bầu, mạch công suất cho đàn bầu. Thì ở trên này thì em có làm này, đây là nút khởi động nguồn này. Đó, chúng ta bấm vào thì nó sẽ đèn ở đây sẽ báo lên khi chúng ta cấp nguồn ở đây. Đây là cái cục nguồn để cắm nuôi nguồn. Đầu này chúng ta cắm vào ổ điện 220 điện lưới, và đầu này chúng ta sẽ cắm vào cái chân này. Đó, cái chân DC này. Đấy, lát nữa em sẽ dán cái tên lên đây. Và đây là lúm volume điều chỉnh to nhỏ. Chỗ này là cái cổng để mà xuất ra cái loa lén của chúng ta. Và ở dưới này nó có cái chân, hai cái chân này thì nó sẽ được kết nối với mobin của chúng ta quý vị nhé. Kết nối với mobin của chúng ta. Tiếp theo là đơn số 5. Đây, đơn số 5 thì là của bác Trần Huy Tho là 650.000, mà của bác Đoàn Văn Nam thì là 500.000. Vẫn là cùng là mạch điện như vậy, nhưng mà tại sao lại một cái lại chênh nhau 150, một cái thì là rẻ hơn 150.000. Đó, một đằng 500, một đằng 650. Thì ở đây quý vị nhìn thấy khác là ở cái mạch của bác Trần Huy Tho là bác ấy lấy thêm cái mobin này nhá. Cái mobin này là 150.000 nữa, 500.000 nguyên cái mạch điện như này. Đấy, có đầy đủ như này và gồm có cục nguồn ở đây. Và 150.000 cái mobin này. Đấy, bác Trần Huy Tho lấy luôn cả mobin, em đã gắn luôn lên đây cho bác ấy rồi. Thì cái đầu này là đầu để thu cái dây ở đàn bầu thu ở đây. Và cái cổng này sẽ là cổng đưa ra loa, tín hiệu đưa ra loa vào lúm điều chỉnh to nhỏ nhá. Đây là cục nguồn, cấp nguồn. Đấy. Lần nữa em sẽ thử cho các bác.
Bây giờ sẽ tiến hành đến thử cây đầu tiên, đó là thử cây guitar phím nõm vòng cổ của bạn Nguyễn Thị Diễm Xuân. Lấy cho anh cái dây. Chúng ta sẽ dùng hai cái dây hai đầu 6 ly như này, một đầu chúng ta cắm vào đàn và một đầu còn lại thì tạm thời chúng ta sẽ các bạn đang nhìn thấy là em đang cắm vào cái loa kia, các bạn nhìn kỹ nhé, đấy đang cắm vào chiếc loa này. Thì bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh to nhỏ trên loa này. Đó. Loa này rất là chuẩn nhé, loa hàng bãi của Hàn Quốc. Cái loa này thì các bác nào mà mua theo đàn thì là em tính giá là 800 nghìn, mà mua lẻ này là 1 triệu, 1 triệu 2 cái loa này nhé. Còn bác nào mua theo đàn thì em tính giá là 800 nghìn. Đây là loa bãi Hàn Quốc, không có tiếng ù rè gì cho các bác luôn nhé, tiếng cực là trong nét luôn. Guitar đang hoạt động bình thường. Thì bây giờ là sẽ tiến hành đóng gói cái guitar. Cái điện đây. Đây em đóng gói cái cây cho bao rồi cuốn đi thôi, đứng đây cuốn. Bây giờ cái cây guitar sẽ đóng gói trước. Đấy là đơn số 1 em đã test, và đơn số 2. Đơn số 2 này thì của anh Trần Công Đạo nhá. Cũng cái này tặng cho anh một chiếc dây thì kèm theo cái đàn bầu gốc này, đây cái đàn bầu gốc của anh. Đấy. Khi bác nhận được đàn thì bác đàn em sẽ gấp như này. Bác nhận được đàn thì bác cắm cái cần này vào cho em này. Đây là cái cần. Cần liền cái loa bầu đây. Đó. Bác cắm cái cần này vào đây cho em này. Đó, cắm xuống như vậy. Sau đó tiếp theo là chúng ta sẽ luồn cái sợi dây. Sợi dây thì chúng ta sẽ luồn ở bên mặt dưới, làm sao mà cái cho cái dây nó nằm ở cái khe này nhá, cái khe của con ốc này. Nằm ở cái khe, cái rãnh của con ốc này thì cái dây nó phải đi xuống bên dưới của cái trục này. Ta chỉnh cho cái lỗ làm sao nó bằng thẳng ra. Sau đó chúng ta đưa đầu dây vào và chúng ta vặn khóa lên dây theo chiều kim đồng hồ. Khi đầu dây thò được lên, thì chúng ta túm đầu dây, chúng ta rút lên. Tay chúng ta phải đẩy dây theo. Đấy, chúng ta túm đầu dây, chúng ta rút lên và làm sao cái dây nằm đúng vào cái rãnh của cái con vít ạ. Chúng ta vặn theo chiều kim đồng hồ. Rồi, tương tự như vậy thì vẫn là cái dây như vậy. Đây, chúng ta chỉ việc là dùng hai dây, dùng dây hai đầu 6 ly, một đầu chúng ta cắm vào ổ cắm trên đàn bầu, nó kết nối với mô bin ở đây. Mô bin ở đây, ta cắm vào đây này. Và một đầu còn lại chúng ta cắm vào cổng mic ở dàn âm thanh thì chúng ta hát karaoke đấy, và chúng ta điều chỉnh vang vọng echo to nhỏ đây. Đấy. Khi chúng ta không có loa thì không nghe cái gì quý vị nhá. Đấy, không có loa thì không nghe cái gì, nhưng cho loa thì nghe. Nhớ theo chiều ngược theo chiều kim đồng hồ để chúng ta rút ra.
Đây nha, cái gần thì em sẽ đúc ở bên dưới này. Đúng bên gần này. Đấy. Tặng cho bác một sợi dây kèm theo nhé. Cái mạch đàn bầu thì em sẽ để ra đây. Lát nữa sẽ tiến hành đóng gói. Và bây giờ thì ở đây em sẽ thử hai cái mạch điện đàn bầu này. Đó, cái mạch đầu tiên là mạch gửi cho bác Trần Huy Tho. Thì ở trên này em có ghi rõ rồi. Cổng này là đưa ra loa nén này, có ghi rõ là chữ loa nén này. Đây là chân nguồn này, đây là công tắc. Chúng ta ấn vào là chúng ta mở, mà chúng ta ấn lần nữa thì là tắt. Thì cái chân nguồn này, chân nguồn là cái chân này. Chúng ta cắm vào đây. Cắm vào đây. Và chúng ta bật công tắc thì đèn nó sẽ báo đỏ nhé. Bây giờ em thực hành cho quý vị luôn. Đây là ổ nguồn nhé, ổ nguồn đây. Em sẽ cắm cắm cái này vào ổ nguồn này. Và cái này thì sẽ đi qua một con loa nén như thế này các bác nhé. Qua loa nén, một con loa nén như thế này. Chúng ta vẫn dùng dây dắt đầu 6 ly. Chúng ta cắm vào đây. Cắm vào cái chữ mà em ghi chữ loa nén này, chúng ta cắm vào đây. Và lúc này bây giờ chúng ta sẽ bật khởi động nguồn lên thì đèn bắt đầu nó báo lên quý vị nhé. Đấy, đèn bắt đầu báo lên nào. Đó, lúc này đã có tín hiệu ra đàn bầu. Chúng ta bật volume to lên. Đấy. Đây là to hết cỡ này. Và đeo chiều kim đồng hồ nhé quý vị nhé. Rồi, quý vị có nghe tiếng sôi réo gì không ạ? Rất là êm đúng không ạ? Không có tiếng gì. Bây giờ em sẽ dùng một cái vật nhỏ em chạm vào cái phần quý vị nhé. Đấy. Quý vị nhé. Sắc sắc. Đó. Như vậy là đang có tiếng kêu đây đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đưa vào đàn bầu, nó sẽ bắt tiếng của đàn bầu quý vị nhé. Đấy, có xung kích ở đây ạ. Bây giờ chúng ta tắt nguồn ra ấn lần nữa. Cái này là của bác Trần Quý Thọ. Tiếp theo là cái mạch của bác Đoàn Đăng Năng. Tương tự như vậy quý vị nhé, không khác nhau cả. Đây, cắm trên bồi đây. Cho volume lên này. Bật công tắc này. Đó. Cắm đây. Chân mô bin này nó sẽ có xung kích. Đó. Rồi, ok. Như vậy là mạch đang hoạt động bình thường các bác nhé.
Đây là của bác Trần Quy Tho này.
Hãy
Rồi như vậy là vừa rồi sau 30 phút thì trung tâm Nhạc Vĩnh Phúc đã test và đóng gói được 5 đơn hàng cho 5 vị khách ở đây. Đó, cái đơn hàng số 1 là vị khách là Nguyễn Thị Diễm Xuân, đàn guitar thu 2 triệu 800 nghìn quý vị nhé. Đấy, Nguyễn Thị Diễm Xuân địa chỉ ở đây. Các bác nhé. Đơn hàng số 2 là cây đàn bầu gấp của anh Trần Công Đạo, địa chỉ có chi tiết ở đây. Đơn số 3 là Trần Huy Tho này, bác Trần Huy Tho, mạch đàn bầu này, cộng mô-bin. Đấy, đơn số 4 là bác Đoàn Đăng Nam, mạch đàn bầu. Đơn số 5 là bác Phạm Đăng Ký, đấy, linh kiện đàn bầu. Rồi, em cảm ơn các bác đã ủng hộ cho em trong suốt thời gian vừa qua. Thì em chúc các bác là thành công với những cái đam mê của mình và có một ngày vui vẻ hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Thì cuối video em cũng xin cái chúc toàn thể quý vị có một ngày làm việc vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình, và em xin phép kết thúc video tại đây. Xin kính chào và tạm biệt.